Đấy, xin chào anh em, tình hình là hôm qua mình có làm cái video săn mã hoàn tiền này này. Đấy thì thành công 100% thì thành công thật, nhưng mà có vấn đề là đây mình vừa săn thành công cái mã hoàn 50% này. Đấy thì nhiều anh em setup thời gian nó quá lên nhưng mà nó không hiện cái chữ thu nhập như này như ở cái video trước mình hướng dẫn anh em. Thì ok, video này mình sẽ hướng dẫn nốt cách thứ ba, cũng là video cuối cùng. Cách săn mã hoàn tiền nhá. Đảm bảo anh em có ba cách này thì chắc chắn là săn được cái mã hoàn tiền này thôi. Cái thứ ba này thực ra là thủ công thôi, cũng đơn giản thôi. Nó giống săn mã banner ở những cái video trước mình đã hướng dẫn thôi. Đó là đây, ví dụ nhá, mình vừa săn lúc 8 giờ tối đúng không? 20 giờ này. Thì đến đúng 19 giờ 59 phút 59 giây và 500 tích tắc thì anh em nhá, anh em một tay anh em giữ ở vị trí nút thu nhập này, còn một tay loát lại trang. Gần đến 500 tích tắc thì anh em để như này. Và đến đúng 500 tích tắc anh em thả ra và ấn nhanh vào cái chữ thu nhập này là được. Hai cái điểm ấy thôi. Nói chung là nếu mà 500 tích tắc mà anh em tạch thì anh em có thể 600 tích tắc hoặc là 700 tích tắc, hoặc là máy nào mạng mà chậm ấy thì là 400 tích tắc. Tại vì nó còn phụ thuộc vào cái thời gian loát của điện thoại của anh em nữa này. Đây, loát như thế này này. Loát như thế này và cái thời gian trên Timex. Đấy, nói chung là cái này thì tùy anh em biến tấu thôi. Đấy, mình chỉ cho anh em cái mẹo là để tay ở sẵn cái chỗ thu nhập này. Loát này thì anh em biết được cái vị trí ở nút thu nhập nó ở chỗ nào, để anh em ấn phát được luôn. Ok, thì nói có sách mách có chứng luôn đúng không em? Đấy, có video thực hành luôn cho anh em đây. Vừa cái mã 50%. Đấy, thì cũng lấy link ở hai cái hội nhóm ở trên cùng này. Đấy, anh em vào xem đây. Mình vừa quay video mình hướng dẫn anh em luôn. Đấy, không anh em lại bảo mình chém rõ. 19, 59 và 36 này, 37 này. Đấy. Thực ra là có cái ứng dụng để cài cái cửa sổ thu nhỏ ấy, nhưng mà mình dùng hai máy cho nó tiện. Đấy, tiện nhìn với cả cho nó thời gian nó chính xác hơn, nó chuẩn hơn. Đấy. Anh em xem nhá. Đấy. 52 giây mình để tay như này, 53, 54, 55 này, chuẩn bị 500, 59 và 500 tích tắc này, mình thả ra này. Đấy, thả ra và tay ấn thu nhập. Đấy, thành công. Nhanh gọn lẹ đúng không? Đây. Khi thu nhập xong thì đấy, mã nó ở đây. Đấy. Đấy. Thế là xong thôi. Đây nhá, loát này. Đấy, ấn phát thu nhập này. Đấy, nó báo thành công, đồng thời nó mất luôn. Nó ẩn luôn cái mã 50% đi. Đấy, xong rồi bắt đầu di chuyển đây. Đấy. Đấy, cái mã 50% đây anh em. Đấy, cái mã 50% này. Đấy. Đấy. Lướt để tìm cái mã 50 cứ. Đấy, ok. Đấy. Đấy. Ví dụ mà sản phẩm này nhá, mua thử. Đây. Đấy, ấn vào. Đấy, 50% lúc. Và đó là ba cách săn nhá. Anh em vào một review.vn nhá, xong rồi vào cái mục bị mẹo hay này này. Đấy, xong rồi xuống dưới này thì mình có chỉ anh em tất cả hướng dẫn săn mã của Lazada, Shopee các thứ ở đây. Hai video trước là mẹo săn mã Lazada hoàn tiền. Cách thứ nhất là chỉnh giờ quá lên như hôm qua mình có chia sẻ. Cách thứ hai là 59 giây 500 tích tắc thì ấn thu nhập cái mã 6%. Sau đấy thì nó sẽ hiện cái mã 50% thì ấn nhanh cái mã 50% thì là được. Đấy, còn cách thứ ba là cách săn bằng tay như mình đang hướng dẫn này. Đó là ba cách săn mã hoàn tiền. Anh em vào trang này để xem ba cách này nhá. Rồi thì cách săn mã banner thì nó cũng tương tự thôi. Đấy, và những cái cách săn mã khác thì anh em vào trang này xem. Cũng có anh em hỏi là dùng auto click set như nào, thì nói chung là mình thích săn mã bằng tay hơn. Nó auto click thỉnh thoảng nó bị lỗi hay là nó bị đơ hay do máy gì đấy, nói chung nhiều vấn đề phát sinh thì lại tạch mã lại mất công săn thôi anh em. Đấy, dùng tay thủ công thì vẫn là chân ái. Chứ còn là auto click thì mình cũng chỉ rất là chi tiết ở trang này rồi. Đây, có mẹo săn mã bằng tool. Đấy, là auto click ấy. Mẹo săn mã bằng tay đầy đủ luôn. Anh em vào xem nhá. Và đây là video cuối cùng nhá. Tại vì săn mã hoàn tiền nó cũng chỉ có 3 cách này thôi. Không còn cách nào nhanh hơn nữa đâu anh em. À, mình nói lại nha anh em. Đây này, có nghĩa là anh em mà... Đây, những cái mục nào trên Lazada mà anh em ấn vào thì nó hiện cái chữ sắp bắt đầu này này. Là anh em áp dụng được cái mã set thời gian như video hôm qua mình chia sẻ. Thì ví dụ như là 0 giờ chúng ta săn cái mã 100.000 này không? Chúng ta set là 0 giờ 5 phút thì nó cái chữ sắp bắt đầu này nó sẽ hiện thành cái chữ thu nhập. Đấy, để chúng ta thu nhập. Đấy, hiện tại cũng đang có mã 100 đơn 1,5 triệu này cũng ngon này anh em. Mua đơn 1,5 triệu giảm 100. Đấy, thì áp dụng được cách đấy. Còn đây. Đây sắp đến này này. Đấy thì hiện cái ô sắp đến này này thì không áp dụng được cái cách mình chia sẻ như video hôm qua nhá. Không áp dụng được cái cách set quá thời gian đâu.
Nhưng mà có bạn cũng bảo là chỉnh xét quá thời gian thì cái chữ sắp đến này này nó cũng hiện lên cái chữ thu nhập như này. Đấy thì mình không rõ tại sao. Thì tóm lại là nếu mà cái mã này mà hiện chữ sắp đến, anh em áp dụng cái cách load trang như mình chia sẻ ở video này. Còn nếu mà hiện cái chữ sắp bắt đầu này này, ẩn ẩn này, đấy, sắp bắt đầu này thì anh em dùng cái cách xét quá thời gian lên để săn nhá. Lưu ý nó chỉ vậy thôi. Đơn giản mà anh em. Đừng quên tải Telegram xong vào moreview.vn hai cái trên cùng ấy nhá. Để săn mã với cả săn deal rẻ hàng ngày. Bye bye.